Hôm nay xin giới thiệu mọi người, mình lên lô cắt cỏ 6 cây Mazuyama tum rời, hàng Nhật bãi nhá. Mazuyama tum rời, máy 26cc 34 ly, tất cả đều là tum rời nhá. Thì cái máy tum rời này thì mình có thể tháo máy ra, chế đồ các kiểu, đấy, bình phun thuốc chẳng hạn, hay là chế xe, đấy, tùy. Phần máy tum rời chạy rất là khỏe đấy, các bác biết rồi. Máy 6 cây. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, xin phép giới thiệu tiếp mọi người. Cây số 1, cây Mazuyama. Cây này nó có trợ lực này. Máy rất đẹp nhá. Đó. Có cái tem này. AD26AS. Đó. Máy rất là đẹp luôn. Tum rời vào 26cc 34 ly nhá, bình xăng trắng bốc này. Đó. Tất cả đều nguyên bản nhá. Thì mình xin báo giá con này, để mình bán với giá là 2,2 triệu này. Tum rời nhá, máy rất đẹp. Rồi, cây số 2. Cây số 2. Cây này Mazu vuông. Đấy. Tum rời hết. Cái này nó bị xước sơn này. Cạo đi. Không sao cả. Rất là khỏe, dòng vuông này chạy rất là khỏe nhá. Rất là bền luôn. Cây này mình bán với giá là đây series của nó này, series in này. Đấy, in rồi. Máy của nó mình bán với giá cái máy này là giá là 1,9 triệu nhá. 1,9 triệu đủ đồ các bác. Đủ đồ nhá. 1,9 triệu. Cái số 3. Cái số 3, cây Mazuyama, cái số 1 kia là có trợ lực nhá. Rồi, cái số 3. Cái này cũng là GB2620. Rồi, rất đẹp. Chế nguyên bản này. Thấy không? Các bác thấy đẹp không? Rất đẹp luôn. Xin hết. Rồi, mình xin báo giá con này là giá là 2,100,000. 2,100,000 nhá. Đấy. Mazu tum rời. Cây số 4. Cây này khá đẹp đây. Cây này cây MB260 này. Cây vuông. Rất đẹp mày. Rất đẹp nhá. Đó. Quá đẹp luôn cây này. Cần zin hết. Cây này bán giá xin báo giá 2,1 triệu nhá. 2,1 triệu cho anh em nhá. Cây rất đẹp. Rất là mới luôn. Số 5. Cái số 5, đó, cây này cũng như kiểu cây kia MB2610 26cc 34 ly này. Cây này rất đẹp nhá. Đó, đây, các bạn thấy không? Màu đỏ. Đỏ sẫm nhá. Cây này mình bán với giá là 2,1 triệu nhá. 2,1 triệu cho các bác này. Các bác nào mua hàng bên em ạ thì biết rồi. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Không phải đặt cọc nhá. Đó. Rồi, cây hôm nay, cây cuối cùng, cây số 6 của ngày hôm nay. Đấy, các bác, cây này rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp luôn cây này. Rất đẹp. Bình xăng này, trắng bốc luôn này. Đấy chưa? Series máy này. Đó. Made in Japan nhá. Này, thân máy made in Japan ngay. Đấy. Rồi, mình báo giá luôn đi. Con này là giá của nó là 2,200,000. 2,200,000 nhá, tum rời thấy chưa. Đây, máy quay lại các bác xem mặt này. Máy rất đẹp luôn. Đấy. Thì hôm nay bận quá để mãi lên clip cho anh em đấy. Đây này, khách hôm qua khách đã đặt mà mình chưa gói xong rồi. Hai cây kia đằng kia khách đã chốt rồi này, mình chưa gói kịp gói này. Đấy. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976123320. Rồi. Xin cảm ơn mọi người.